Thầy xin chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng tự luyện số 2 vừa mới diễn ra. Đối với vòng tự luyện thì nó dành cho học sinh trên toàn quốc, không phân biệt tỉnh nào. Nó gồm có 50 câu. Áp lực thời gian thì hơi cao, có 20 phút thôi, các em biết rồi đúng không? Ta đi vào câu thứ nhất ha. Đó. Cộng tử giữ mẫu ha. Thì nó sẽ ra âm, phe âm lấn át các em. 11 cộng âm 32 thì nó sẽ ra là âm 21 thôi. Câu 2, cặp phân số nào có tổng bằng 1? Thì cứ cộng tử giữ mẫu coi tử nó có bằng mẫu hay không. Đó là đáp án thứ nhất. 1, trời hỏi dễ quá các bạn. Mẫu thì chắc chắn là bằng 7 rồi, bởi vì tử cộng lại nó khớp với nhau. Câu số 4, khẳng định dưới đúng hay sai? Đó, đúng thì điền 1, không thì điền sai. Sai nè, đúng nè, đúng nè, cộng tử dưới mẫu. Câu số 5, cặp phân số nào có tổng bằng 1? 3 cộng 4 phần 7 luôn là bằng 1. Câu 6, cặp phân nào dưới đây có tổng bằng 7 phần 8? Thì đó là thằng cuối cùng. Câu số 7, ta tách ra thành 6 phần 12 cộng với 2 phần 12. Trời ơi, nhớ diễn ra nhanh, thật là nhanh các bạn nhé. Các bạn để ý rồi, đây 13 mà cộng âm 4 thì vô tình nó bằng 9 luôn. Như vậy x sẽ bằng 11. Cứ tử khớp thì mẫu giống nhau thôi. Đó, phân số nào cộng với 13 phần 5 bằng 22 phần 5 thì đó là phân số 9 phần 5 thôi. Và đó là tối giản luôn rồi các bạn nhé. Câu số 10, cặp phân số nào có tổng bằng 5 phần 9? Các anh cuối cùng kìa, 11 đó. Bây giờ các bạn để ý là 4 phần 2 mà cộng với 3 phần 8 á, thì nếu các em cộng đúng á, thì nó sẽ ra là 2 cộng 3 phần 8 đúng không? Là 19 phần 8. Cái bên trái là bằng 19 phần 8 nè. Nhưng mà thôi làm vậy chậm lắm. 4 phần 2 là nó què rồi. Nó què với số 2 rồi. Như vậy x phải là bằng 8 thì hai bên nó khớp thôi. Chứ nhiều lúc máy móc quá nó cũng dở. Câu số 12, thì A nó cũng phải bằng âm 1 phần 3. Để cùng với cái số âm 1 phần 3 lần cuối bắt tay lại thì triệt tiêu của thằng ở giữa để ra 0 các em nhé. Đấy. Như vậy đáp án là trừ 1 phần 3. Câu số 13, như vậy là 4 phần 15 đã bằng 4 phần 15 rồi. Như vậy cái phe này phải bằng 0. Như vậy x phải bằng 10. Nhớ diễn ra sao cho nó nhanh trong đầu cái. Số A phải là số 1 rồi. Suy nghĩ đi. Tiếp tục. Hai số đầu triệt tiêu rồi các bạn. Như vậy y phải bằng 7. Cố gắng nhanh lên. Câu số 16, hai hình này đều có tâm đối xứng hết các. Tại sao có tâm đối xứng thì các em lật ngược lại, các em lộn ngược lại thì hình nó vẫn không có gì thay đổi hết. Cái này trong khóa học của thầy đã nói rất kỹ ha. Hình B có tâm đối xứng mà hình A cũng có tâm đối xứng nha. Để kiểm tra hình có tâm đối xứng hay không, các em cứ lộn ngược lại thôi. Mà nó sẽ không thay đổi gì hết thì nó có tâm đối xứng. Tiếp tục. Này cũng vậy. Hình tam giác đều mà khi các em cứ thử lộn ngược lại nha. Bây giờ thầy sẽ copy. Thầy copy hai cái hình này. Rồi thầy lộn ngược lại các bạn. Thầy lộn ngược lại nè. Các bạn sẽ thấy là kiểm chứng được liền đúng không? Ở đây thầy giảng hơi lâu một xíu bởi vì thầy đang giảng bài cho các em. Quay ngược lại nhá. Quay. Quay 90 độ rồi quay thêm 90 độ nữa. Đó, thì lúc đó các em thấy là cái hình bình hành á, nó không có gì thay đổi hết. Còn cái tam giác thì nó bị thay đổi, nó bị sắp mặt lại rồi. Như vậy hình không có tâm đối xứng là hình tam giác đều nha. Còn hình bình hành thì có tâm đối xứng. Câu số 18, đường tròn thì các em biết rồi,
Trường tròn thì nó có vô số tâm đối xứng ha. À xin lỗi, vô số trục đối xứng và có một tâm đối xứng thôi. Thằng An là nó nói đúng này. Đó. Còn thằng Hà nó sai này. An nói đúng. Câu số 19. Hai hình trên hình nào có nhiều tâm đối xứng hơn? À. Thì thường thường mà có tâm đối xứng thì thông thường nó chỉ có một, thông thường thôi các bạn nha, chứ không phải lúc nào cũng vậy đâu. Là chữ Y lộn ngược lại là nó không thay đổi, là nó có một tâm đối xứng, còn chữ K lộn ngược lại nó thay đổi liền. Cái này không có tâm đối xứng nào hết nha. Trong hai hình trên hình nào có nhiều tâm đối xứng hơn? Hình A có một, nó nhiều chứ thực ra nó có một tâm đối xứng thôi. Tiếp tục. Câu 20. Hình có tâm đối xứng được gọi là hình đối xứng tâm. Rồi, hình có tâm đối xứng tức là trên hình đó nó có một cái điểm là tâm đối xứng các bạn nhé. Còn hình đối xứng tâm thì thông thường mình nói đối xứng tâm á thì mình phải có hai đối tượng nào đó đối xứng qua một cái tâm đó, thì nó mới hợp lý được các bạn nhé. Đó, chúng ta qua câu số 21. Một mặt bàn hình chữ nhật như thế này thì điểm Y trong hình vẽ được gọi là tâm đối xứng của mặt bàn trên. Thì cái này sai rồi. Đó, bây giờ em lấy một cái điểm nằm ở trên hình mặt bàn đó. Ví dụ thì lấy điểm M này chẳng hạn. Thì cái điểm đối xứng với điểm M đó qua điểm Y, qua tâm Y đó, là điểm M phẩy nè. Thì nó đâu có nằm lại trên cái bàn đó đâu. Thì không thể gọi là điểm Y là tâm đối xứng được. Câu số 22. Một biển báo giao thông như thế này thì cái tâm nó có dạng hình tròn, thì tâm của hình tròn sẽ là tâm đối xứng của cái biển báo đó. Như vậy đó chính là điểm điểm Y. Câu số 23. Cho đường tròn tâm O có đường kính là AB, khi đó tâm đối xứng cái hình đó, cho đường tròn tâm O có đường kính AB, khi đó tâm đối xứng của đường tròn là điểm O. Trời ơi. Câu số 24. Cho một cái hình vuông thì tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Em học hết rồi nha. Như vậy Mai là người nói đúng nha. À, cho hình thoi thì cũng vậy thôi, giống hình vuông thôi. Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm của hai đường chéo AC và BD các bạn. Câu số 26. À, cộng tử giữ mẫu không? Âm 18 phần bao nhiêu thì nó bằng cái đó. Thì đầu tiên các em cứ cộng bên phải lại đã. Cộng bên phải lại nếu thầy không lầm nó sẽ ra là 9 phần 13. Đúng không? 9 phần 13. Và nó đang mong muốn là bằng cái thằng âm 18 phần chấm chấm chấm. Thì các em để ý là từ 9 mà thành âm 18 là đã được nhân với âm 2. Như vậy ở dưới cũng phải nhân với âm 2 cho thầy. Như vậy kết quả sẽ là âm 26 các bạn nhé. Vậy thôi. Đó, suy ngẫm đi. Suy ngẫm đi. Câu số 27. Khi thực hiện cộng ta được một phân số tối giản mẫu dương thì các em cộng lại bình thường thôi. Âm 3 phần 5 mà các em đem cộng với lại 5 phần 6 nhé, thì nó sẽ ra là 7 phần 30 các em ạ. Như vậy phân số đó có mẫu là 7, tử là 7, mẫu là 30. Tiếp tục. 8 phần 21 cộng cho âm 3 phần 7. Âm 3 phần 7 thì nó sẽ ra là âm 1 phần 21 nha. Phân số tối giản mẫu dương về tử là âm 1, mẫu là 21. Các em cộng lại nha, lỡ thầy cộng sai thì các em kiểm tra giùm thầy. Câu số 29. Các em tính phe bên trái 1 phần 8 cộng cho âm 1 phần 72, phe bên trái nó sẽ ra là 1 phần 9. Còn phe bên phải á,
là âm 1 phần 18 cộng cho 1 phần 6 thì nó sẽ bằng 1 phần 9 luôn. Hai phe này bằng nhau các bạn. Câu số 30, hãy tìm ABC để thỏ ăn cà rốt. Trời, 12 chia 3 là 4 nè, trừ 6 chia 2 là trừ 3, như vậy A nó sẽ bằng 1 các em. Còn 3 phần, âm 3 phần 6 là âm 1 phần 2 cộng 1 phần 2, vậy B nó sẽ bằng 0 các em. Còn 1 phần 5 cộng với lại âm 2 phần 5 mũ 0 là 5 phần 1 đó nha. Thì C nó sẽ bằng là các em lấy 1 phần 5 các bạn cộng cho âm 2 thôi, 5 mũ 0 nha. Như vậy là âm 9 phần 5. Nếu có phân số thì nhập kết quả dưới dạng A phần B là trừ 9 xẹt 5 đó, ta nhập đúng cái này. Tiếp tục. Câu 31, thì các bạn thấy là 1 cộng với âm 5 là ra âm 4 phần 8 rồi. Như vậy x này phải là bao nhiêu để cộng với âm 4 ra 7 cơ. Như vậy nó phải là 11 đúng không? Tại 11 cộng với âm 4 đó, thì nó mới ra dương 7 được. Thử lại đi, lỡ thầy sai các em tính lại. Phân số 5 phần 8 biến thành tổng của hai phân số. Mẫu phân nhất là 16 và phân số thứ hai là âm 3 phần 16. Thì các em cứ làm theo ý của người ta đi. 5 phần 8 nè, tách thành hai phân số cộng lại. Trong đó mẫu của phân số thứ nhất á, đó là 16. Còn phân số thứ hai là âm 3 phần 16. À ha. Như vậy là mình sẽ đổi cái đề đi. Bên trái thay đổi thành 10 phần 16, nhân cả tử và mẫu cho 2 á. Còn bên phải là x cộng âm 3 thành x trừ 3 trên 16. Bây giờ thầy đồng nhất hai cái tử, cùng mẫu rồi thì hai tử phải bằng nhau. Như vậy x của chúng ta nó phải bằng 13 các em nhé. Đó, như vậy tử của phân số thứ nhất là số có hai chữ số là 13, là có hai chữ số là đúng rồi. Rồi, tử của phân số thứ nhất sẽ là một số lẻ, quá đúng ha. Hai cái kia nó mâu thuẫn với hai cái mình chọn, thôi mình bỏ đi. Tiếp tục. 2 phần 12 cũng được viết thành tổng của hai phân số. Phân số thứ hai là 15 phần 18. Phân số thứ nhất thì chưa biết, thì mình làm phép trừ thôi. Trời ơi, một các em lấy phân số thứ nhất là 2 phần 12 trừ cho phân số thứ hai thôi. Nếu các em trừ đúng á, nó sẽ ra là trừ 2 phần 3 các em. Như vậy là đáp án đầu là chọn nè, đúng không? Đáp án cuối cũng chọn nè, bởi vì hai đáp án đó rút gọn đều ra trừ 2 phần 3 hết. Tiếp tục. Các bạn tính x phần 3 thì nó sẽ bằng âm 45 phần 9, nếu tính đúng á. Từ đó là nó sẽ bằng âm 5, như vậy x sẽ bằng âm 15 các bạn nhé. Câu số 35, trong 3 số, số nào nhỏ nhất? Các em tự tính đi. A nó bằng 12, B á thì sẽ bằng 15, cùng mẫu hết rồi mà. C á thì nó sẽ bằng 9. Như vậy số nhỏ nhất là số C các bạn ha. Nhớ là mọi chuyện diễn ra trong tích tắc nha. Câu 36 thì chúng ta lấy 13 trên 7 ta cộng với lại âm 8 phần 3 đi, thì nó sẽ ra là bên trái á, nó sẽ ra là âm 17 phần 21. Còn bên phải ta giữ nguyên. Sau đó các em đồng nhất hai cái tử cho thầy. Sau khi đồng nhất thì các em sẽ tính ra A là bằng âm 7. Âm 7 trừ 10 nó mới ra là âm 17, đúng không? Câu số 37 thì ta cộng lại thôi. 2 phần 3
cộng cho 5 phần 2 rồi trừ cho 5 phần 6, nó sẽ bằng 7 phần 3 các bạn. Chỗ nào các em thấy bấm máy mà nó lẹ hơn tính tay thì các em bấm nhé. Tiếp tục, 12 cộng cho âm 2 là ra 10, 10 cộng 14 rồi chia cho 7 thì bằng 24 phần 7, rồi trừ cho 2 là ra ít thôi, 10 phần 7 đấy. 10 phần 7. Câu số 39 cũng vậy thôi. 7 phần 14 các bạn trừ cho 5 phần 7, rồi các bạn cộng cho 3 phần 14, nó sẽ ra 0. Như vậy A của chúng ta bằng 0 nha. Câu số 40, các bạn lấy 5 phần 6 bên tay phải cộng cho âm 19 phần 30, nó sẽ ra 1 phần 5. Như vậy x sẽ bằng 1 thì nó mới khớp với bên tay trái được. Câu số 41, lộn ngược lại các em. Các bạn lộn ngược lại thì coi thử có cái hình nào nó thay đổi không nhé. Cái này nãy thầy có làm một cái ví dụ rồi ha. Rồi, giờ ta lộn ngược lại nè. Quay lần thứ nhất, quay lần thứ hai, rồi lộn ngược lại, thay đổi hết luôn kìa, hình nào cũng bị đổi thay hết. À đâu có, cái hình thứ hai thôi, còn hình thứ nhất nó vẫn là như cũ, không có gì thay đổi hết. À, hai hình này không có gì thay đổi hết. Như vậy là hình A, hình A là hình đối xứng tâm, tức là hình có tâm đối xứng á. Hình A là hình đối xứng tâm. Hình B không phải là hình đối xứng tâm. Ồ, xin lỗi các em, hình như nãy thầy có làm một cái câu ở phía trên liên quan tới hình đối xứng tâm là bị trật rồi các bạn ạ. Đó là câu nào các em coi lại phía trên nha, coi lại phía trên. Đó là câu 20 các em. Hình có tâm đối xứng được gọi là hình đối xứng tâm, thì đó là cái định nghĩa thôi. Định nghĩa người ta đặt ra rồi mình làm theo thôi, để cho nó gọn mà. Như vậy thầy trở lại câu 41 nha. Sorry các em ha. Rồi, hình A là hình đối xứng tâm, hình B không là hình đối xứng tâm. Còn mấy đáp án kia thì nó mâu thuẫn với mấy cái đáp án chúng ta vừa chọn, thì chúng ta bỏ đi. Rồi, câu 42. Trong các cái dấu cộng trừ nhân có bao nhiêu dấu có tâm đối xứng? Cộng trừ nhân khi các em lộn ngược lại nó đều không có gì thay đổi hết. Ba dấu đó đều có tâm đối xứng nha. Câu 43. Hình tam giác đều có trục đối xứng. Đúng rồi, hình tam giác đều thì có trục đối xứng các bạn nè. Thầy vẽ hình tam giác đều nhé. Trục đối xứng của nó có tới 3 trục luôn. Tâm đối xứng thì không có, bởi vì mình lộn ngược lại thì nó thay đổi các bạn nhé. Còn trục đối xứng của nó là có tới 3 trục. Thầy vẽ trước 1 trục. Các em cứ gấp đôi lại thì nó khít nhau không? Còn 3 trục nữa, à còn 2 trục nữa là trục này với trục này các bạn nhé. Thầy vẽ hơi lấu là cái trục này nữa này. Đó, như vậy là hình có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng. Quá đúng. Câu số 44, hình nào dưới đây có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng? Thì đó là cái hình kinh điển, là hình bình hành rồi. Câu số 45, hãy chọn đáp án đúng. Hình vuông là hình có trục đối xứng nhưng không có tâm. Sai. Hình vuông rất đẹp, vừa có trục vừa có tâm, có 4 trục một tâm các bạn nhé. Hình vuông là hình không có trục đối xứng, dẹp đi, bỏ đi. Hình vuông là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng, chọn luôn, nhận xét 3 là đúng. Tiện tay coi cái 4 sao mà sai. Hình vuông là hình không có trục đối xứng là sai đó. Câu 46. Rồi các em chia ô ra. Bên này 1 ô, bên này 2 ô, bên này 2 ô, bên này 1 ô. Như vậy G là tâm đối xứng của hình này. G là tâm đối xứng của cái hình tổng thể, tức là tâm đối xứng của đoạn EI các bạn nhé. Đồng thời nó là tâm đối xứng của đoạn FH luôn. Còn GI thì không phải, EG cũng không phải, cẩn thận. Câu 47, chữ S các em lộn ngược lại đi, không có thay đổi đâu. Chữ S khi các em lộn ngược lại
nó vẫn là chữ S. Đấy. Bạn Hoa làm quá đúng. Câu số 48. Trục đối xứng của hình chữ nhật đi qua tâm đối xứng của hình chữ nhật luôn, quá đúng. Hình chữ nhật á thì khi các em lộn ngược lại nó cũng có gì thay đổi. Và tâm đối xứng của nó là giao điểm của hai đường chéo các bạn nhé. Giao điểm hai đường chéo nè. Còn cái đây, tâm đối xứng nè. Và cái trục đối xứng của nó có hai trục là trục dọc và trục ngang. Hai trục đó đều đi qua tâm. Câu số 49. Trong hai hình trên, hình nào nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng? Thầy vừa mới nói ở trên luôn. Đó là hình B. Còn cái hình A chẳng có gì đặc biệt cả, bỏ đi. Câu 50. Để cho cái hình trên nó trở thành hình nhận ô làm tâm đối xứng thì các em vẽ thêm cái hình này nè. Đó, vẽ thêm cái hình này vô. Để làm gì? Để khi các em lộn ngược nó lại thì nó vẫn là cái hình đó nhá. Không có gì thay đổi. Như vậy là ta chọn cái hình A để chúng ta vẽ thêm, nối thêm vô thôi. Còn các em chọn hình này là sai nhá. Hình A các bạn ạ. Rồi, thầy đã giải chi tiết các câu ở trong đề rồi các bạn nhé. Rồi, chào các em. Nếu muốn có được nhiều kiến thức và sự nhanh nhạy để tham gia các cái vòng tiếp theo như vòng trường, vòng huyện, vòng tỉnh, vòng quốc gia thì các bạn có thể tham gia các khóa học sắp tới của thầy trên trang web buinhnguyenluận.com các bạn nhé. Chào tạm biệt các em.